đâu mọi người, canh me tủ lạnh vừa làm được mấy cục đá là Sam chuyển liền món chân châu phô mai. Nguyên liệu để làm món này thì siêu đơn giản luôn, chỉ cần có bột năng và phô mai thôi. Mọi người ơi, Sam coi người ta hướng dẫn làm thì món này còn phải có đường bột nữa, nhưng mà nhà Sam thì không có đường bột, giờ sao ta? À, có cách rồi. Sam lấy bịch đường, lấy thêm cái máy xay bột. U là trời, tí nữa là Sam quên mất sự tồn tại của nó trong nhà luôn. Ta-da, vậy là Sam đã có đường bột rồi nè, bắt đầu làm thôi. Trong hộp này còn 4 miếng phô mai thì Sam sẽ làm hết luôn. Sau khi bóc lớp vỏ bên ngoài ra thì Sam sẽ chia một miếng thành 5 phần. Chia xong thì Sam lăn qua một lớp đường bột. Sau đó Sam sẽ lăn qua một lớp bột năng và bắt đầu tạo hình thành những viên tròn. Tạo hình xong thì Sam lăn qua bột năng thêm một lần nữa và dùng rây để loại bỏ những phần bột dư. Bây giờ Sam sẽ làm tương tự đối với 3 miếng phô mai còn lại. Yeah, đã tạo hình xong 20 viên chân châu phô mai rồi nè mọi người. Giờ Sam sẽ đem đi luộc nha. Bắt cái nồi nước thiệt là sôi rồi thả chân châu vô. Tới khi nào tổ tiên mách bảo dừng lại là vớt lên ngay rồi thả vào tô nước đá. Thật sự rất là nhanh luôn á mọi người. Nếu mà luộc quá thời gian thì phô mai bên trong nó sẽ bị bể ra. Áo bột xong thì sẽ luộc lần 2, vớt ra Sam cũng cho vào một tô nước đá. Để những viên chân châu không bị dính lại với nhau thì Sam trộn vào một thìa đường. Wow, vậy là xong rồi nè. Sam thấy cũng khá là thành công. Mọi người thấy như thế nào thì góp ý cho Sam với nha. Cho đá vô ly, rót trà sữa vào, cuối cùng là cho những viên chân châu phô mai lên trên. Sam sẽ cho Thảo Nguyên thử trước. Thôi gì giỏi nè, cho nè. Thấy ăn ngon không? Ngon luôn trời. Ngon. Nước nó ngon. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.